Dạ, mến chào cô chú chị đến kênh Sang Sài Gòn. Hiện tại Sang Sài Gòn đang đứng ở Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao Nguyễn Bình Chánh, nơi hội quán ngôi sao miệt vườn của anh Khương Dường ở trang. Hiện nay là ngày 13 tây tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 3 mùng 3 tháng tháng 12 năm Quý Mão âm lịch cả nhà, còn có 27 ngày nữa là Tết Nguyên Đán nha. Thì buổi tối nay là có diễn ra đêm nhạc hội quán ngôi sao miệt vườn của anh Khương vừa tổ chức, gồm có nghệ sĩ hài Bảo Trung, nghệ sĩ đầu Vũ Thanh, anh Khương vừa, ca sĩ Trường Sơn và những thí sinh xuất sắc nhất ngôi sao miệt vườn của anh Khương vừa để hát phục vụ cho bà con trong hội quán nha. Đây mình quay bối cảnh chuẩn bị diễn ra vào tối đêm nay. Tại bây giờ nhân viên cũng sắp xếp ghế ra ngoài hết cả nhà để chuẩn bị đón bà con nha. Hôm nay là vô vé, có vé cả cả nhà, mức vé là 90.000 nha, có nước uống luôn nha cả nhà. Hôm nay có vé là 90.000, có nước uống luôn. Đây, những âm thanh cũng đang chỉnh âm thanh lại những khâu mà anh em dọn bàn ghế thì cũng chỉnh chu hết ra cả nhà. Đây bối cảnh xung quanh là trung tâm văn hóa thể dục thể thao quận Bình Chánh nè, đường Nguyễn Hữu Chí, thị trấn Tân Túc. Dạ, hy vọng đêm nay cũng một đêm hoành tráng nữa của hội quán ngôi sao miệt vườn nha. Đêm bữa năm tây tháng 1 đã dở trận từ trong ra ngoài luôn, không có còn một chỗ trống, không hết ghế, hết chỗ giữ xe luôn, bà con tới nằm nộp nộp luôn. Hy vọng là đêm nay là đêm cũng là hoành tráng nữa, một đêm nữa, nhưng mà hôm nay là có vé cả nhà, 90.000 bao nước luôn nha, có ghế ngồi đàng hoàng. Đây mà đây bãi giữ xe, hôm trước ngày năm tây thì bãi xe ở ngoài, nay đi bãi xe trong luôn, đi lòn qua phía trong sân bóng rổ luôn cả nhà, bóng rổ ở trung tâm văn hóa thể dục thể thao Bình Chánh nha. Bên trong hiện tại về những thí sinh cũng đang chuẩn bị tập dượt để phục vụ cho bà con tối đêm nay. Thank you.
Đây là những hình ảnh những chuẩn bị đêm nhạc cuối đêm nhạc đêm nay cả nhà. Ngày 13 tây tháng 1 năm 2024 nha. Đây bãi bãi giữ xe này, mấy anh em xe cho khách vô nha. Những khâu âm thanh đang chuẩn bị những cái loa với bát chép lại. Thì ngoài đường thì bà con bác ở đây cũng đang đi làm chưa về. Dạ, hy vọng buổi tối hôm nay là sẽ bùng nổ hoành tráng như là đêm ngày 5 tây tháng 1. Chiều hôm nay là chiều thứ bảy, chiều cuối tuần nữa cả nhà. Hy vọng là đông dữ lắm á. Đây hiện tại khâu chuẩn bị cũng hoàn tất cả nhà. Giờ chờ giờ khai diễn thôi. Nay là có sự xuất hiện của danh hài Bảo Trung và nghệ sĩ Đào Vũ Thanh, ca sĩ Trường Sơn cùng với anh Khương Dừa, với những thanh xuất sắc của ngôi sao miệt vườn để phục vụ cho bà con đêm nhạc tối đêm nay cả nhà. Thôi chuẩn bị đã hoàn tất hết giáo rồi. Đó, những thí sinh ngôi sao miệt vườn đã chuẩn bị tập dượt xong sẵn sàng hết rồi đó. Chờ về khai cuộc thôi. Những anh đánh đàn cũng chuẩn bị những lên dây đàn chuẩn bị cho đêm nay. Hy vọng là đêm nay một đêm sẽ bùng nổ và hoành tráng nữa. Đó, giờ những vị khách lác đác cũng tới rồi, lấy đây. Khách tới xem đêm nhạc cũng tới lác đác cả nhà. Cái thêm cái kép.